Đoạn đi ba đó đưa tôi xỉn quá trời luôn. Ê, con lên nhà em nhậu đi, bữa mai qua nhà em nhậu đi, em kêu Bình Bóng lại, em với Nguyên với anh Thổi. Thôi ba em đi chơi con em rồi, ba đem cà phê. Đoạn đi ba đó đưa cái bóp cho bà chết dữ đó, xong với lượm sôi luôn mất tiêu gì, không có đồng bạc đi xe ráp về luôn. Dạ. Nói mình sợ ông máu bị nén lồi ngang máu. Thôi, vậy mà nhịn được chứ, có không dễ lấy tiền đâu quá. chứ? Mà lên clip điện tử bên đó bạn cắp tiền tôi hoài đó. Trời ơi. Nói sao nói vui rồi này chứ. Bà có ăn cắp bà mới nói. Hèn gì bữa hổm á, bữa hổm á tao còn ở trong túi tao tao còn hình như là 1 triệu, 1 triệu sao á, bà đưa cái giấy 20.000 vô, tao tưởng nó 2 tờ 2 triệu, nó quấn vô ai ngờ còn bà lấy tiền tao, bà đưa vô có 20.000 đưa vô trong. Ồ chết ơi, tôi lại bà luôn á bà, chết bà tinh vi quá rồi chết ơi, bà lão làng quá. Hèn gì qua bên tiệm tử nói là ăn cắp tiền tao hoài luôn. Trời ơi, bà vợ chồng mà đối xử tôi tệ quá chết. Chết. Hèn gì bữa hổm tôi 2 tờ 1 triệu, bây giờ tôi quấn vô trong đó, cuối cuộc ra là có 1 tờ 500.000 với 1 tờ 20.000 thôi. Đúng nhận là sai, cãi chứ. Cãi đi. Mặt lồn mày nói chuyện trên trời. Ủa bà qua tiệm tử bà nói bà ăn bà lấy tiền tôi. Tao nói nào, tao kêu nó qua nó giả mày chết mẹ mày nha. Anh Bảo mới nói đó. Dạ anh Bảo đi. Có quan khang mà. Chết im luôn. Ồ nè, anh Bảo lên tiếng nói gì chứ? Cái gì đâu, thấy mọi tưởng là mọi người biết rồi chứ, thấy clip điện tử mà. Em có cái đâu giờ em coi tiểu clip điện tử đâu. Không biết đâu, tưởng mọi người biết rồi chứ. Em đâu có con coi đâu. Thì lại có nghĩa là trên clip á, dì chất nói là tao lấy tiền vào chồng tao hoài luôn. Không, sao tao em... mất tiền hoài gì. Trời ơi. Trời đi, bà lấy anh cũng lo là anh với đâu. Thì bình thường đưa anh nhậu cũng hết rồi đúng không chứ? Thì bó vũ bên kia đó, cái chị kia chỉ rồi nó cứ đau với cái họng miệng này nè, rồi thổi đó, nó thổi đó đó à, chất thấy chồng nhậu rồi chất điện tử ảnh mình dọn chất bây giờ chất hoài tao có cái ông bên ở này thôi nè. Ông đuổi bà về hồi cho kỹ luôn rồi kìa. Đó đó. Ủa ông lên viết lên gì chứ? Uống viết một hư gan hết á, thuốc đó nó nặng lắm, 800 mg á. Uống trời độ nhất trời tối nằm hởn vậy nè. Không được rồi, cái này phải phải đi vô phòng một phạt kêu nó chụp ít quang lại coi làm sao chồng. Thôi, chụp hai chỗ giờ chơi khỏi hoài. Lên chưa? Em anh đều á, lên nữa là ba. Lo em còn xíu á. Chồng bà nhậu xỉn là nó còn có chuyện đó chứ coi. Ông má cái này chém cái mẹ nó. Sao chồng nhậu cái gì chứ, căng thẳng quá gì chứ. Mà bữa nay gần tuần nay anh cũng nhậu đâu có quậy chứ đâu đúng không? Không cháu à. Tối nay đau bên phải thì ảnh làm cho bên trái, chẳng có điều. Mai có cần là đó đưa tiền cho em đâu em đi. Đi khám mới được chứ rồi. Đi khám mới chảy nữa. Chứ con người mà đâu có ai mà tự nhiên mà không bệnh mà đau đâu chứ. Nó phải bệnh, nó phải sao mới đau. Vậy
rồi ảnh lo hậu sự cho chết hết rồi, chết khỏi lo. Ba vàng nhạc tây, nhạc dân tộc và nhạc đủ thứ, nhạc kèn, nhạc đồ anh cũng lo hết rồi. Có tiễn tử đó, có bằng nhạc tiễn tử đó. Khỏi ba ngày ba đêm, kèn trống rồi, múa rồi luôn. Ê. Nguyên rồi đó, anh đi đâu quen vậy? Nhớ lâu quá. Hiện nay đi hỏi chứ trời ơi. Cái trời chết không chết? Chết về phải phù hộ. Nói chung gì trước là đặt gia đình là đằng đầu, chứ phải phù hộ gia đình trước. Không có chồng thì... Nhà cậu có một đỉ nghe hoàng cậu của nó đó. Ai? Mỗi lần về là lộn cái đỉ đó nó. Căng quá vậy trời. Bà cũng chồng cái. Thôi gì chứ có cười quá. Ôm lên. Ôm mà cũng túi lên. Bà gỡ nó hoài rồi đau quá. Đau cái này nè. Dưới cái gồng này nè. Anh chở bà đi khám bệnh. Nó bằng tím là cầu. Chứ chụp ít quang đi, chụp ít quang. Mà trời, cứ khám chức la dữ lắm. Bữa chụp đi 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 quán ca, chụp đâu có chụp ít quang đâu, mới siêu âm. Thôi chức siêu âm khác, chụp ít quang khác, chụp lại nhìn thấy trong xương luôn. Nói gì sao đi, chấn đi đâu. Chất mà đi sớm ok, nó chứng người khác á, vậy đi chạy chạy. Chụp một cái phổi vô đó chắn bóc. Mà dạng chức là ra là bệnh, nhìn là biết rất là nhiều bệnh. Chụp một cái phổi đó chắn bóc, bảo đảm, quy một cục. Sao buồn gì chứ? Không có tiền đâu, không buồn gì. Hôm qua mới 1 triệu đó anh, bây giờ chứ nghị hoài chẳng có giờ ngày nào không có cống nạp. Buồn quá 1 triệu nè, con ngồi đếm nè, con vịt nè, bịch xà bông nè. Ha, lại nhiêu, 20 bịch sữa nè, lại nhiêu, còn nước suối lại nhiêu. Nhiều quá. Bà cái tấm bà nghị bởi vì không ai cho bà phải. Em đỉ mẹ tao chưa nói mày nha mặt lộn. Tại vì mày nói sao tiền xài dữ thì tao kể lệ cho đủ má mày bị dung á, tiền mày nhiêu đi mua hủ qua với xà lông lồn gì đó. Hai thứ đó 500. Trời ơi. Xà lông hết 200 mấy. Rồi củ qua xà bò bữa anh. Thì đúng rồi. Chứ còn cái dẻ phương của mày mà đem về có mấy con 200 mấy chục ngàn. Ê, ốc bữa sò lông ăn đâu hết đâu, quá trời mà. Ăn bữa anh Bảo phải đem về, nó ăn quá trời sò lông bữa, nhớ không anh Bảo? Sao mỗi cuộc anh đâu có lấy về đâu. À, ý là lúc đầu còn dư nhiều quá, anh muốn lấy về lúc sau ăn hết không anh? Lúc sau ấy, vợ anh nó làm khuya quá thôi, lấy về đâu ai làm đâu. Còn bà mua 200 mấy ngàn ốc hương anh nhậu thấy mắc quá, anh không cho anh ăn á. Bà cầm với bà ăn với anh. Còn anh con cũng ăn. Tôi căng thẳng quá gì chứ. Vô mẹ đi chịt mệt bằng 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 nói gì chứ. Trời bà Dung chơi thôi tối kia rồi, còn muốn bụi sai chứ cẩn thận nha. Nãy giờ thấy ba lon rồi đó. Điện Tuấn Nguyễn cỡ năm sáu lon là bắt đầu á anh có chuyển biến á. Năm sáu lon là có clip rồi đó. Chửi ai nữa anh? Khi em qua cũng luôn đồng. Đồng kìa, chồng phát lương nữa rồi. Chứ phải thay chất để tiền cũng lẹ. Bữa chị Mỹ Dung cho như là cho dồn dập 7-8 triệu luôn. Vậy má, 5 triệu cái lồng què nó là hết 2 triệu rưỡi rồi. 5 triệu bữa đó mình nhậu 2 triệu rưỡi đó. Trời ơi, đụng má là tiền còn hoài. Thì mồi cái này nọ là 1 triệu rồi anh. Hai tù mấy đi á. Tại vì ốc hương của bả là hết gần 300 ngàn rồi. Mộ của em 500 ngàn nữa là hết 800 cân duyên cho 1 triệu đi. Cái mấy cho hai tù mấy đi á. Gì chứ mua đồ lên nữa. Mua này kia, bữa có mua cái gì lên đó. Ốc hương đó. À, ốc hương với mua cái gì nữa để bên đây nè. Đồ ăn, đồ này, đồ lặt nhặt á, cái kiểu là.
chứ u sầu rồi. Bữa đó ngủ nhiều lon, ngủ nhiều tám lon, ăn mấy con sò lông. Còn em thèm gì em thường em thèm gì là em tự chạy đi mua, em không bao giờ mà em nói chất con thèm này con thèm kia. Nhất qua đây héo le rồi chứ. Thôi lên cắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ đi, lên đi. Dứt. Đâu xỉn đâu, nhậu con sao xỉn. Chứ sợ anh xỉn anh đi không? Đi hả? Chạy đi ghê, tao không lên. Mắt em nổ ghê. Nóng người quá. Buốt á. Còn ăn giác không đó lên đi còn. Ừ, nét ăn giác lên. Đát hoài, quên, gặp tiên rồi gặp mày nữa. Quá kinh cử đó anh. Qua hung cái trời đi. Cớt cho chồng mà giúp băng giục giỏ đêm cả. Cầu nguyện cho chồng giúp. Vô.